Ê, bỏ này. Đúng quá, sao các bên ai biết đâu. Không biết mà ba, không biết cho mẹ đây. Ôi, ôi, ôi. Chết thế nhỉ? Ông bà ơi, em cứ đi ra đây có. Chắc là ông đến đây ông không gọi không thích mày nhớ. Con bê vào. Nặng quá. Nặng không? Ôi, con bê là giả nhỉ? Tự đi bê được. Cây thông, cây thông, cây thông. Em dậy đi. Bóc nè. Em ơi, chị ơi. Hôm qua Diệu Linh gửi thư cho ông già nói em mà lấy cái gì nhỉ? AG bằng cái gì nhỉ? Quà. Bao. Ông là nói em gói quà cẩn thận. Chắc ông gửi tốm ao đến quà. Không ai biết. Ủa. Nào, mở thế nào, có mở thế nào. Ui giời ơi, cái gì đây? Ôi giời ơi. Túi thạch to thế. Ủa ơi. Một túi thạch cái gì nữa kìa. Ủa dưới lại còn gói quà nữa. Quà nữa. Chả làm thế này. Quà thế. À dạ, sạch. Bút rồi, cũng bút rồi. Ủa sạch. Ui. Đây. Thạch to thế nhỉ? Thạch cái gì đấy? Ui, bút. Ủa, cả hộp bút đặt của. Ui giời ơi, hai hộp bút đặt. Ơi. Chia đấy, ở đây có cả gọi của chị My mà. Chắc là có cả chị My, nhiều quyển mà. Wow, sao nào? Nhiều sách đẹp thế, cả hộp bút đẹp thế. Bút gì đây, 12 màu. Một quyển. Nhiều thế. Giống quyển đấy à? Ông già Noel biết anh thích quyển đấy à? Quyển này có giống không? Cũng giống à? Ôi, nhưng quyển này chưa viết. Quyển này chưa viết. Mới chưa viết, mới này. Thank you.
này. Thôi này, chốc là đánh răng rửa mặt xong rồi ăn nhá. Em nhìn thấy quà của ông già Noel tặng chưa? Đây này, đây chị dạy chị. Ông già Noel tặng các bạn ngoan đấy. Hôm trước chị viết thư bảo là ông già tặng người đó một hộp bút này, đúng không? Một quyển sách tô màu này và một gói với bánh này. Nhưng mà ông già Noel là biết các bạn thích ăn thạch, nên ông già Noel tặng thạch luôn. Bố không biết. Ông già Noel không gửi lại lời nhắn cho Tuệ Linh nhỉ? Thế Tuệ Linh cảm ơn ông già Noel. Cháu sẽ ngoan, cháu sẽ tiếp tục ngoan. Bảo đi. Đúng rồi, để sang năm cháu lại có quà nữa nha. Sang năm cháu lại có quà nữa nha. Cháu chào ông già Noel nha.